Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Anh có nắm thật chặt đôi tay của em còn chẳng, và anh xin lỗi em. Em biết anh yêu cô ta, dẫu em những hôm không về nhà, dẫu em từ trong anh mất. Trong lời nói anh luôn giấu em, anh sẽ đứng im anh nhìn xem trái tim anh sẽ chịu đựng được một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc. Sắp đánh mất đi đồ quý giá nhất, niềm hạnh phúc được vun đắp bằng những điều nhỏ nhặt, rồi vụn vỡ cũng từ đó. Kể từ khi anh bỏ mà, vì là có đôi khi đôi mắt của anh mở đi, không phân biệt được đúng sai, điều gì là thật giả, những thứ lấp lánh kêu xa, rồi sẽ còn lại gì nếu không có bên cạnh, đời sống bão này gục ngã. Đôi chân anh lạc lối và những u mê lầm lỡ, anh thực sự xin lỗi, mong rằng người tha thứ. Liệu có thể xoay ngược được chiếc kim đồng hồ chỉ một lần sau cuối, liệu em có ở đó để cho anh được ôm em, vuốt mái tóc em mềm, ở lại đây với anh đi, đừng bước chân qua thềm, phải yêu thương, lừa dối, hận thù hay hờn ghen. Giờ này không quan trọng bằng những từ anh cần em. Chăm sóc.